Ten Hag ra lệnh MU chiêu mộ Graven Quỷ đỏ đã thỏa thuận cá nhân mua Kaoru Mitoma. Đội của Zera muốn đưa Greenwood về Ả Rập. MU cho Sheffield United mượn PSG. Ten Hag ra lệnh chiêu mộ Graven Chỉ còn hơn một tuần nữa là kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. MU sẽ phải chạy đua với thời gian để khắc phục một vấn đề lớn trong đội hình sau mùa giải 21-22 đáng quên, MU đã gây dựng lại hàng tiền vệ của họ mùa giải trước. Với các bà hậu đồng Christian Eriksen và Casemiro, bộ đôi này tạo ra những tác động gần như ngay lập tức, giúp cho đội bóng của Erik Ten Hag gặt hai những thành công nhất định. Khi Ten Hag loại bỏ cặp đôi Mark Terminay Fred, người hâm mộ quỷ đỏ có lý do để tin rằng những rắc rối hàng tiền vệ tại Old Trafford nhiều năm qua đã là quá khứ. Nhưng tuyến giữa của họ vẫn cần tiếp thêm sự tươi mới và năng lượng trong mùa hè này. Đó là lý do Messi Mao được đưa về với giá 60 triệu. Mặc dù Mao không phải là bàn hợp đồng tiền vệ mà tên hắc ưng ý như trường hợp của Jules Bellingham và Frankie de Jong, nhưng với tố chất đặc biệt của mình, anh là lý tưởng để tiếp sức cho hàng tiền vệ quỷ đỏ. Eriksen bất chấp mùa giải đầu tiên xuất sắc tại Old Trafford đã có dấu hiệu mệt mỏi vào cuối mùa giải trước và xa sút đi nhiều. Đúng như dự đoán, Mao đã hợp tác với Casemiro và Fernandes ở hàng tiền vệ Man United trong hai trận đấu mở màn mùa giải này với Wolves và Tottenham Cựu tiền vệ của Chelsea bị thay ra trong cả hai trận đấu. Sau màn trình diễn không mấy hấp dẫn, dù sao thì Mao không đơn độc trong màn trình diễn nhạt nhòa của Manchester United. Một số thường viên khác trong đội bóng của Ten Hag đã không thể duy trì phong độ trong một khởi đầu mùa giải chi trệ. Theo đó cũng giống như mùa giải trước, MU cần phải có sự bổ sung đội hình khi kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp đóng cửa. Dù đã chi tiêu 150 triệu bảng cho ba tân binh, Casemiro đang rất cần một sự hỗ trợ ở khả năng phòng ngự từ xa và phát triển bóng. Đây là điều mà Mao không cung cấp được. Đó là lý do vì sao MU dành sự quan tâm cho Amrabat của Fiorentina hay mới đây là Ryan Gravenbeck của Bayern Munich. Tên hạc đã làm việc với tuyển thủ Hà Lan tại Ajax và hiểu rõ những gì anh ấy có thể mang lại. Gravenbeck không phải là một kẻ hủy diệt như Amrabat. Những lần chuyển bóng tốt hơn, anh quen với vai trò phòng thủ hơn so với Mao khi hoạt động ở vị trí số 6 trong quá khứ để có thể thi đấu gần Casemiro hơn. Theo thống kê thì Gravenbeck vượt trội hơn so với Mao ở một loạt chỉ số phòng ngự quan trọng bao gồm thu hồi bóng và các pha phòng ngự phản công. Anh cũng thực hiện trung bình 4,02 lần đánh chặn bóng mỗi 90 phút và 5,12 lần thu hồi bóng trong phần sân đối phương mỗi 90 phút. Gravenberg cần có tốc độ và thể lực để đóng góp ở hai phần đầu sân. Đó là những thuộc tính quan trọng mà Ten Hag đang tìm kiếm ở một số 8. Casemiro có thể muốn có một đối tác như Arambat hơn, nhưng để hàng tiền vệ MU cần trơn tru, Gravenberg xứng đáng để Ten Hag chiều mộ. Đội của Zera muốn đưa Greenwood về Ả Greenwood được một số đội bóng để ý sau khi MU không cho anh cơ hội thi đấu tại sân Old Trafford nữa. Sau quãng thời gian dài chiều đao nội bộ, MU cuối cùng cũng quyết định chấm dứt tương lai của Greenwood tại sân Old Trafford. Đây là điều thực sự đáng tiếc khi chân sút người Anh từng được đánh giá là một trong những ngôi sao vô cùng tiềm năng của bóng đá xứ sương mù. Việc MU không cần Greenwood nữa sẽ mở ra cánh cửa mới trong sự nghiệp cầu thủ sinh năm 2001 Cụ thể, theo The Sun cho biết, huấn luyện viên Zera rất muốn Greenwood cập bến al Itifa. Đội bóng phía Nam Ả Rập cũng sẵn sàng đưa ra đãi ngộ tốt cho Greenwood với mức lương lên đến 10 triệu bảng một năm. Trong khi đó, con số cao nhất mà tiền đạo này có được tại sân Old Trafford chỉ là 3,9 triệu bảng một năm. Không chỉ có Anitifa quan tâm chiêu mộ Greenwood, As Roma và Istanbul Bakasahir cũng đều được cho rằng muốn ký hợp đồng với cầu thủ này. Tuy nhiên, sẽ chỉ Anitifat có thể mang tới cho Greenwood thu nhập hấp dẫn. Tới Saudi Pro League vào hiện tại, Greenwood không chỉ có được thu nhập tốt, anh còn được cọ sát với nhiều ngôi sao sáng giá từng tung hoành tại châu Âu như Ronaldo, Benzema, Mahrez hay Mane. Điều đó rất thuận lợi để Greenwood tìm lại cảm giác chơi bóng sau quãng thời gian dài phải ngồi mùa trời sơi nước. Về phía MU, họ đối mặt với việc phải trả số tiền lương cho Greenwood tới tận hè năm 2025 do phía đội chủ sân Old Trafford muốn chấm dứt hợp đồng, đây là thời gian hợp đồng mà quỷ đỏ từng ký với Greenwood. Tuy nhiên do MU đang thông báo sẽ chia tay Greenwood trong thời gian tới, nên chẳng câu lạc bộ nào dại dột bỏ tiền ra mua cầu thủ này. Suy cho đến cùng, Man đỏ mất nhiều thứ khi quyết định dứt tình với Greenwood. MU cho Sheffield United mượn Pellegrini. Tương lai của Facundo Pelletti nhiều khả năng sẽ tiếp tục không phải tại Old Trafford khi MU đang có ý định để anh đến Sheffield theo dạng cho mượn. Kể từ khi gia nhập MU với giá 9 triệu bảng từ Penarol vào năm 2020, Pelletti chưa bao giờ chiếm được một suất đá chính. Có kỹ thuật, có tốc độ nhưng thể hình nhỏ bé của Pelletti khiến anh không thể chơi hiệu quả ở cánh phải. Hai mùa giải trước, MU đã để Pelletti tới Alavet tích lũy kinh nghiệm. Những gì Pelletti thể hiện trong tour du đấu hè là khá tích cực và khiến cho ông tên Hắc băn khoăn không biết nên sử dụng anh như thế nào. Hiện tại, Pelicci vẫn là dự bị chiến lược cho vị trí chạy cánh phải của Anthony. Tuy nhiên khi Amad Diallo bình phục chấn thương, đến vị trí dự phòng của Pelicci cũng không chắc suất. Chính vì vậy, MU tính cho tài năng 21 tuổi người Uruguay đi du học tiếp. Nếu quy đỏ đồng ý cho mượn Pelicci, Sheffield sẽ là đội chiếm ưu thế nhất. Huấn luyện viên trưởng Paul Kettingbo của The Blade đã theo sát Pelechi từ lâu và rất thích phong cách chơi của cầu thủ này. Sau phiêu mới thăng hạng lên Premier League nên cần bổ sung nhiều nhân sự chất lượng cho mùa giải mới sóng gió. Họ đã mang về Vinicius Souza, Tom Devi và Gustavo Hammer nhưng chắc chắn không từ chối có thêm Pelechi. MU đạt thỏa thuận cá nhân mua Mitoma. Có BBC Sport, Gareth Croc mô tả Karu Mitoma là mẫu cầu thủ mà ông thường vẫn thấy ở Man United. Man bắt đầu mùa giải với phong độ kém thuyết phục trong khi Brighton gây ấn tượng mạnh mẽ. Jose Agul đánh bại đội bóng mới thăng hạng Luton Town 4-1 ngày khai màn trước khi đánh bại Wolverhampton Wanderer với tỷ số tương tự vào thứ bảy. Mitoma là trung tâm trong sự thăng hoa của Brighton, đặc biệt trước Wolves. Mitoma có pha solo đẹp mắt để khi bàn mở tỷ số. BBC Sport, Gareth Kroc thừa nhận tuyển thủ Nhật Bản mang phong cách mà ông thấn thấy ở các cầu thủ Man United. Một màn thắng tuyệt vời, bước chạy, khả năng kiểm soát bóng và chất lượng trong phạt dứt điểm của Mitoma trước quân là ở đẳng cấp thế giới. Trên thực tế, Mitoma đã có những màn trình diễn tương tự đều đạt đến mức tôi không thể tin rằng cậu ấy vẫn ở bờ biển phía Nam, Kroc nói. Em đã có Zidane Sancho và Anthony trong đội hình và tôi chưa thấy bất cứ điều gì từ một trong hai cầu thủ đó mà tôi đã thấy ở Mitoma. Làm thế nào để Man đỏ trở nên lạc nhịp? Tôi chấp nhận rằng Trafford là một sân khấu lớn, khó khăn và rủi ro cao hơn nhiều, nhưng Mitoma Ma vẫn là mẫu cầu thủ mà tôi từng thấy ở Man United